Ngồi chưa? Dạ, em đang ngồi chưa? Đủ mâm vào thôi. Dạ vâng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong hoa bạc hà, cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé. Xin mời cô anh chị và tất cả mọi người tiếp theo theo dõi video ạ. Có cho em nào để anh bắt vợ tí nào. Chưa anh ạ. Mới được làm à? Mà đông người thế. Đây là xe của xá đúng không? Vâng. Lấy xá phải không? Về đó. Đường sơn đường thận nhá. Ôi, bỏ. Pa. Ai ra? Lấy gì mày đấy? Chào mà. Lên chân đi, lên nhá. Anh Hiệp tí lên. Anh em hai anh em anh lên trước để giúp làm cơm nhá. Lên trước đi. Đang rửa xe đi ăn tân già anh. Hôm nay em Lử có mời không? Mời mà. Chị Pau thả như anh không biết nói tiếng phổ thông à? À. Chắc là chỉ nghe được tiếng trên này thôi. Đây, bà con trên này là nhà em Lử phải từ bên kia về bên này để lấy nước. Mày rất là đông luôn. Mấy đứa này đi ăn nhà mới à? Em đến từ mấy giờ đấy? Tao em này nói một tí mà biết nói. Không ngại thôi. Mọi người ở trên này là cứ gặp máy quay là ngại nên là không biết nói gì. Ở đây là hầu như là cả xóm này là về lấy nước ở đây dùng hết. Có mỗi cái téc này có nước thôi, còn ở đoạn bên kia là không có nước. Chào anh nha. Đi chợ về à? Vâng.
Em này lấy chồng chưa? Em chưa. Chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Quay về đây nào. Quay về đây nói chuyện tí nào. Đây là xong hết rồi đấy. Hôm nay là có những món gì đấy? Ủa, món lòng nhồi này hơi bị ngon đấy. Đây là khoảng mấy mâm thanh niên? Dạ. Đây là khoảng mấy mâm em? Tặng tặng cái nhà anh. Ngồi cả nhà của anh Sáu kia nữa. Vâng. May đấy. Không là ngồi ngoài này. Vâng. Cái này là làm có một số món làm từ tối hôm qua đúng không? Vâng. Hôm qua tôi ít được bùa. Ờ. Không mua nữa. Đến mua hết cái gì? Mua hết. Đây là một món. Thịt lợn là thịt lợn giả bò, thịt lợn xào với lại cà chua nữa, thịt gà. Món này là món nhân vật chính luôn. Món này rất mắc cái chảnh. Đã xa xuống nhá. Chào mì nhá. Chúc mừng nhá. Chúc mừng tân gia. Chào gió nhá. Ồ, để mềm mềm thôi. Để nước quá. Có sao đâu, nếu mà chỉ đi dạo thôi thì... Anh Hiệp chắc một lúc nó mới lên. Anh Hiệp lên sau, bọn anh lên trước thôi. Một chiếc quay, đây là một món Achi á. Cơm. Rồi sáng nay là nghỉ một buổi giúp chị à? Nhà anh Sáu là làm khoảng mấy hôm mới thế. Nhà anh Sáu. Mía ơi, đây làm bao nhiêu mâm đấy? 25. Trong nhà là mấy mâm rồi? Trong nhà đấy. Chưa bày đó gì? Mọi người đang làm gì trong nhà đấy? Đang phu bơ li à? Hay đang làm gì? Ta chơi cũng có nhất ạ. À, ta chơi cũng được rồi. Anh có thể hút đi chứ. Ta phải dễ bảo cũng nhà cái làm bên đâu rồi cái? Dạ. Nhà em làm bên đâu rồi? Nhà em chuẩn bị xay móng. Móng à? Ừ. Vật liệu hơi khó. Không lấy người điệu là hơi khó. Đúng rồi. Rồi mày đã xong hết rồi, còn đợi khách nữa thôi. Dạ.
Đi dọn nhà một xé thế nhá, hiểu không? Xé, cho xé để mình xé nhá, ăn món áo này. Em món chung à. Mấy anh em làm từ sáng, làm từ mấy giờ rồi? Sáng là từ 6 giờ đấy. Từ sáng rồi làm rồi. Ui, mà chị sao rồi? Mà máu. Mà máu. Cứu ra ra. Một thứ cháy hết lông chân. Cắt ra. Sá nhất cái này thì cần nó vô trong một tí, đừng để vướng đường đi quá. Không có đường đi à? Ui giời, có giày mới à? Giày trắng đẹp ấy. Đấy chị, ôi, nhắc vô trong một tí. Không vướng đường đi quá. Đấy. Đó, tà lọ. Cho hết chị ạ. Lưới đâu rồi Mỹ ơi? Lưới đi đâu rồi? Ây da. Chào chủ nhà nhá. Chào nhá. Thế em vội bận quá thì anh cũng không vào nhà nữa. Mà này quay các bác làm các món ở ngoài thôi. Trong nhà tôi toàn dọn đồ ở nhà nhiều. Bây giờ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thôi. Tuần này là dọn đồ ra ngoài rồi nhỉ? Cũng là làm ra ngoài để bày mâm ở nhà. Trong nhà là khoảng mấy mâm, mấy chục mâm này? Tầm chắc tầm nhiều cái thì 6-7 mâm gì đấy không? Trên bó là tí cho bó nữa. Nhà mà. Còn làm nhà của anh Sáu nè. Sang bên kia nữa. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Anh Hiệp rất lên sau. Anh Quyết thì đang cùng với chị em rửa bát ở ngoài kia. Ôi anh ở ngoài này quay các bác làm các món ạ. Jota apa? Jota ama? Kita cari itu di laut. Cho mu chế à, cho rót treo vào đi. Em tiếng câu này sọ câu kia thôi, cả tiếng Mông cả tiếng Kinh thôi chứ không. Tiếng Dao, tiếng Dao em không biết đâu, nhưng mà tiếng nào em biết mũi mũi thôi. Món này hình cực kỳ. Làm bàn, lấy bàn ghi sổ ra bàn ghi, xong là ở đây một mâm nữa cho thả rộng này. Vâng. Cho mình trong nhà giải chiếu rồi. Cảm ơn làm á, tôi hãy xin tay đó. Sau khi cho tay đó, rộng hơn đấy. Là của thiêng nào à? Nên làm á, nó đủ đó.
các bạn nhỏ kia nhá, kia nhá. Cái gì này. Đi lấy nước hả em? Vâng. Hay là lấy rượu? Em đi lấy nước. Không kéo ở trên kia về hết rồi à? Kia hết rồi. Ủa, tao. Hôm nay ngày vui của mình thì sợ làm xong phải thay quần áo đẹp một tí nhá. Vâng, em hôm nay làm cả ngày bẩn hết người. Thì nữa đến thì ăn cơm. Kiểu bây giờ đang làm thì chưa có thời gian tí, nếu mà lên mâm thì thành quần áo đẹp đúng không? Chuyện này đi tiền là vẫn đi ghi như này à? Không có phong bì à? À. Ghi lại liệu có nhớ không? Mai lại quên thì sao? Mình giữ cái sổ này đấy. À. Cái này ghi mai mốt mà nhà nào làm. Mỉ đang làm món gì em Mỉ? Nấu canh. Canh gì vậy, canh gì? Đậu à? Đây là đậu à? Nồi to nha, à, siêu to khổng lồ luôn. Ở cái này là làm mình đồ xôi ở trong này à? Cả cơm nữa. Nồi to như này. Rượu kia. Hệ tớ nó no lắm ạ. Mất tao làm bà. Nó bị xóa tớ mỏ. Xóa cầu tàu á. Đang làm món gì anh? Đấy á. Đậu phụ à? Đây là gam. Đấy là lòng. Được. Chắc xong rồi nhỉ? Xong rồi. Hôm nay là còn bao nhiêu mâm anh? 25 á? Lũ tô đấy nhỉ? 25 hay là 5 mâm ấy? 5 mâm thôi. Anh này là đến từ đâu? Em có người đấy mà. À, đấy ở trong làng này à? Vâng. Lợn này là mình thịt từ sáng hay là lợn mình đi mua về? Mua về thôi. Ừ.
Mà mạ. Lạ nha. Tét dùng chung nhỉ? Vâng, cái kia là dùng chung. Cậu con định có thiếu. Tắt một chân tối rồi. Nước rồi mà. Phải uống một chén à? Cô uống không? Kiểu như là xuống tiền là phải uống một chén. Thế là xuống tiền phát là uống hai ba chén say là đi về thì sao không ăn cơm. Phong tục trên này là thế. Cái này thùng này này dùng một tí đã hết rồi. Nước quá. Ở trong cái tét thì nhiều không quá? Kia cả ngày chắc gần hết rồi. Này, 9 giờ mọi người đến khá được luôn. Trên này mang cả chiếu về nữa. Đây, món quen thuộc của em ngay bên bản ăn là mèo. Ông bà ngoại đến chưa? Mì. Mì chân chéo gan rồi. Ông bà ngoại đến chưa? Chưa. Chưa đến à? Phải đến từ sáng nữa nhỉ? Để cho chơi hồi khai các con. Nhìn chiều hơn nhớ là thông này. Ông nên làm khoảng bao nhiêu mâm? Khoảng 25 ạ. Ăn cưới à mà làm nhiều thế? Này, chưa ngồi mâm mà đã rót rượu rồi. Không biết là tí nữa có ngồi được mâm không? Ừ, xuống tiền làm một chén trước nhà chú nhỉ? Vâng. Lâu y chén trước. Phong tục rất là vui luôn. Bây giờ xuống tiền xong mà rót rượu làm một chén. Vâng. Chú là tận đâu về? Tận Koh Phai ạ. Koh Phai đến? Vâng. Vâng.
Thế này cũng khoảng bao cây này xuống à? Bên này thôi à? Đấy, trước khi ngồi mâm phải làm một chén trước để số tiền. Buổi sáng thôi làm xong là uống một chén. À, tí là ngồi mâm là say rồi. Không, một chén nó không sao cả. Như, kiểu như là trên này làm bếp là phải đi mời rượu từng người một à? Vâng, có. Cái này thì tùy gia đình. À, thích thì rót thôi cái gì? Nghĩ là gia đình mọi người cố gắng hộ gia đình quá thì có thể rót một chén rượu cho vui thôi. Vâng. Gần hết rồi. À. Có rượu lắm quá. Đây, món quen thuộc của anh em mình hay lên bản ăn là cải mèo. Đồ xôi khổng lồ ở trên này đây. Cái này là để nấu rượu thôi mà hôm nay là tận dụng để đồ xôi luôn. À, đi hết à chú? Đi hết cái chỗ này luôn à? Ô. Cái giá của cô. Này, sắp đến giờ mới mâm rồi, mọi người cũng đến sắp gần đủ đấy. Có nặng không? Đây ở trên này là rửa bát là phải mang tít tận bên kia mới được rửa được. Tại vì là ở đây là không có nước. Đây hôm nay là gồm có sao mà trên này là có thịt gà này chú này. Thịt xào đợi giá chân to mà nó sáu món năm món bỏ phong sẽ lâu lắm không sao giờ đây em lấy công nó vào đâu. Thôi chú xuống hết đi.
Đem một chọt chọt chiên, lát chiên, lát chiên. Chọt một cái rồi chúng ta. Bảy mươi nhìn có múc cẩu thế rồi thì. Nó chi rồi đây. Đây nữa, lát chiên chắc hết. Cẩu thế là mấy trẻ hậu ít mà. Chúng ta mua hồ cá, mua chén nhất trà. Rồi rót rượu, đấy cho chú một chén. Ok luôn. Ô, lùn nám đấy, canh ăn đúng nhỉ? Cái mấy lúc câu, mua lúc rồi mấy. Trước khi xuống tiền này phải rót một chén rượu trước. Sáng là hết bao nhiêu cái âu này rồi? Thì mỗi lần về là một người được một chén à? Vâng. Ui. Chín rồi hả chị? Này mới nữa này đói quá là ăn trước rồi. Có cả bún mì rồi này câu được ạ. Trên này là mọi người toàn làm xôi trắng thôi, không có xôi màu như dưới kia đâu. Nó bỏ đồ xôi vẫn chín nhỉ? Vâng. Anh lấy thấy lần đầu tiên đấy. Anh chưa thấy lần nào. Chưa thấy cái đồ xôi nào to như này. Nào nào mấy nhỉ? Nào nào này. Câu cho câu là. Nhớ. Mấy nhỉ mà bé. Rửa bát là tít bên kia. Ở trên này là không có nước. Nóng quá có ăn được không? Còn đây là món rau cải. Đây, bố luộc đây. Đây là rau cải nghèo. Đây là tẩu, đây là rau. Đun bằng nồi to này mới được nhiều nè. Đúng rồi. Mình xem món chân giò của bà con trên này làm cho vào cái nồi to như này luôn. Siêu to khổng lồ luôn á. Tại tại ngay tại nào phép cho tài ngát cho tài mà cả thế là chắc chín rồi ấy nhỉ? Chín rồi. Vâng. Đun từ sáng là chắc là chín rồi. Chín rồi. Tròn rồi cơ. Mà rất ngon bất cải vì nhìn hấp dẫn nhỉ. Ôi rồi ơi. Này ngon mà. Có cả cái này là cái gì ấy? Khoai tây. Khoai tây à? Khoai tây với xương, chân giò, các thứ. Đọc cô ạ. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Dạ mà chưa mà đang còn nóng hổi luôn. Chưa biết nói đọc cô đã. Không có món thang cố à? Hả? Thang cố à? Ở trên này ít làm nhá. Ít làm. Chờ mấy tuần đọc cô đã. Mấy được. Sao không có tao đâu? Có một chữ hoa. Tao đâu mà? Có một cái là ẩu. Tao hả? Ừ. Tao
Trời bây giờ hiện tại đã là mưa rồi. 10 rưỡi mà trời đen xì rồi. Ta thì chưa thể cho ta. Đâu có thể có nào. Đâu có đây, con này nó có là phải ăn trước. Ăn đã tao đâu? Không ăn à? Ăn xôi không? Không. Ăn đi còn gì? Ăn đi mà tao ra mua. Đang nóng thì phải ăn. Có theo anh đi về không? Hả? Có đi theo anh không? Không. Để anh bắt vợ. Hết rồi. À, cho nước vào bên này mới cho sắt như kiểu nấu rượu đấy nhỉ. Đúng rồi. Ô, làm nào lo đâu. Cam mua ca lo chơi luôn. Tóm rồi. Rồi chắc mang vào nhà thôi. Trời mưa đấy, tí không nên ăn đâu. Này lúc thôi á, bố. Ê, chú này là gần đến giờ trưa rồi giờ đến. Chú là ở đâu về đấy chú? Chú là bên này về à? Bên ngài trò bên này. Trên này là phải xuống tiền là trước khi xuống tiền là uống một chén rượu trước. To là thế. Trời mưa rồi, vào nhà ngồi bớt đi. Vào nhà ngồi dần dần đi. Là hù lo lạ, lo lạ. Đến hết chưa lực? Gần hết rồi. Bây giờ chỉ vài mâm. Trời mưa này gọi mọi người vào ngồi đi, ngồi dần ở bên ngoài này. Cái này lại mang đi, tí mới bày sau hả anh? Nhà bên kia nữa à? Có hai nhà. À, đông quá phải bày thêm bên kia nhỉ? Cho ý lúc đầu còn tập lóc luôn là chưa chó. Bày thêm cả bên nhà bên kia nữa. À, ui dồi ôi. Mẹ lắm. Thử một miếng trước nhỉ? Thử đây. Xem mà ngon không? Ở đây đây. Bỏ mồm ra. Đã có nồi củ lần nữa nhỉ. Nhà đi bắt. Đứa này hay cười. À bên cái này nhịp phá thì là rút gió phá bay nâu lụt ở đây thì là. Nó tan này của tối nay là tụt. Đông quá thì mọi người ngồi hai lần à? Vâng. Đông quá thì ngồi hai lần à? Nhà bên kia ngồi đâu? Nhà bên kia. Ngồi đợi mãn mưa đây. À. Bây giờ đang chuyển bà con nó kia mà. Sang cả sang nhà bên kia ngồi nữa thì. Cố lắm. Đông người luôn. Nhớ mà cái gì ngồi quả trong phòng lẫn bên ngoài. À, ít to. Vâng, chú cứ ngồi đi. Hả?
Hôm nay là phải làm mấy người một một chai mới về nhỉ? Hôm nay có rất là nhiều món này. Chú cũng thôi đi mà. Vâng, chú cũng mời tự nhiên nhé. Chào bác. Ở trên này mang cả rượu về à? Mang cả rượu về. Ở đấy còn mua rượu về mà. Mày phải mang rượu về khác uống mới được chứ. Uống hết cái này thì về nhỉ? À, uống hết cái kia mới về. Mang cả rượu xong là xuống cả tiền luôn. Uống ba rượu phải đi mua rượu về nữa. Mỗi người về một can là sao mà uống hết bác nhỉ? Bác nó chân hết. Không, không hết đâu. Mình uống một nửa được rồi. Ờ, không được một nửa nữa. Mua chi? Bác là nhà bên này. Đấy, nhà bên này. Vâng. Có đổi dép không? Đổi dép với anh không? Có. Đây, chú này là mặt đỏ hết rồi, chẳng biết là uống được bao nhiêu chén rồi. Chú chém thì đỏ như thế. Uống từ sáng rồi. Uống từ sáng rồi. Từ sáng. Hai chén nhỉ? Chú này là mang về một can rượu này phải uống hai chén. Ô, uống đi một chén nào, con uống đi nhậu, nhậu sai không? Không được. Mua lại cho cậu cho một quả. Chờ. Nó cái có mùa. Trời mưa nên là mọi người cũng mỗi người về một lúc. Chúng ta là gần 11 giờ. Đây mọi người khá là đông ở trong này. Bên kia là chở gạo cho mình hay là chở gì? Tập này là ai cũng mời đấy đúng không? Chào anh nhá, mang gạo về Tân Gia ăn nhà mới. Vâng. Vâng, một bao à? Con này chỉ bao hơn 10 bao cả. Mang về Tân Gia mới à? Ai nhà nến à, chú này cái chú là nến chú nào? Lấy cái đi bao nhiêu tiền đấy? Lấy cái đi bao nhiêu tiền? 150 à? 200? 100 à? 100 nghìn đấy thôi. Không, vừa mới làm đấy. Đang làm đấy, năm nhà đấy, anh Tân. Anh ơi, anh Tân đâu rồi? Nhà các ít tiền đấy, bây giờ đã làm giỏi rồi. Cho nốt đi. Cổ thế rồi. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi.
không? Ôi ôi. Cái túi nó cái chỉ tao lao từ nó một túi là ba người ăn một người đi xôi ở trên này rất là ngon không mình chưa ăn bao giờ nhưng mà ngửi như này là thơm cho con lại chứ mà trên này không làm xôi màu rồi chị nhỉ vâng cái sụp lao này lão này Xem thức ăn thế nào, vị trí mua hay là như nào cho giá nhá. Có bạt, nó bạt thế vào. Mà sang nhà anh sáu ấy. Ô mua.
Hôm nay có món tráng miệng là chuối đấy. Thả chuối nhá. Bác được chén nào chưa? Hả? Được chén nào chưa? Ô, chưa được. Không, qua 6 chén rồi. 6 chén rồi. Ừ, chưa rồi mà đã được 6 chén rồi. Không, mình cái bát này trước mình chơi thì ô, 6 bát thằng ấy. Cái này chiếc này chủ chiếc đấy. Mã chữ độ. Mình từ từ cho mẹ hỏi là mẹ hỏi cho 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 có tiền cũng ba là em nghĩ là anh mua dưa hấu chuối cũng được ăn chuối cao nhiều chuối ra chuối chắc là về gần hết rồi lửa nhà đúng rồi tao 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 lắm thế thôi chủ nhà làm gì thì làm thôi anh chỉ biết ngồi thôi muốn là bỏ chỗ nào ạ? Dạ chắc ở bên ngoài bác ạ. Hả? À? Ở bên ngoài thôi. Ở bên ngoài. Ô, giờ này nhanh nhanh chọn món mà ra lọc. Mẹ giờ thật y mà bé hảo cái này. Dạ, xin nhá. Có gì thật lâu cái này à? Ôi, thản chi mà. Thế là bé khao, thế là bé khao xìu. Thảm à. Đúng rồi, mua tôi, để cho hắn nha. Ông tổ tiên. Chỗ con đi đâu chứ. Chỗ bỏ là. Ừ. 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 Ừ
ăn được hết. Rồi, cái này cứ để tùy bóng thôi nhỉ, không cần không cần chuyên lý. Cái này phải bóp ra chứ anh. Cái nhà này thế là hai cháu về làm à? Dạ. Không, hai cháu chỉ làm về quay phim thôi, cháu làm gì làm được nhà. Con làm được nhưng mà biết điều. Vâng. Phải nói các chị mới được chứ. Đây là thịt gà đấy. Cho hạt tiêu lên trên à? Vâng, hạt tiêu lên trên mới ngon. Thường ta cho lá chanh thôi nhưng mà cho hạt tiêu. Của chanh chả bây giờ cũng có. Vâng. Của anh chị Hà cũng mua mà. Cho nó chanh cho nên cho đó với hư mà. Anh chị Hà cái ta thì lo. Thế thì to này. Bây giờ chị chết chết nhưng mà không. Tôi có lo, chứ phải chết chỗ đâu mà chết chung. Không, không cho, cho nó chết không chung. Không cho, chưa lúc này sao không biết. Nó chết đi mà nó phải nhìn nó chết hơn hả? Lấy đồ ăn lấy một bạn. Cameraman anh em mình là chuyên là ăn sau các bác nhé. Mọi người là vào mâm hết rồi, anh em bảo ăn sau thôi. Nhưng ở đây kiếm mình khác, còn cô cho nên mình khác. Xôi trên này cho tí bóng luôn nhỉ. Để giống nguồn nắm. Cái này gọi là gạo gì à bác? Thảo lúc húng là đúng không chứ? Nếp. Nếp à? Thảo lúc húng. Nếp lẩu. Nếp lẩu. Đó gió và cứ được. Bác này là đến từ đâu đây? Vừa mới đến. Nghe bây giờ. Chưa được chén nào. Chưa được. Trên này là nó xuống đi một cái là rất rượu. Đất này nhé, đu là anh cổ của nó. Vâng. Là có thể vừa được. Hai anh em nào. Hôm nay chén đầy một tí cũng được bác nhỉ. Hôm nay uống chén đầy một tí. Bây giờ mời anh em mời bác ăn cơm cùng em. Thế là anh em có lên làm nhà mới thì anh em có gì rồi để mọi người cùng mừng ly đi bác. Rồi cháu mời bác nhá, chúc mừng em nhé. Cả cho bác anh kia ơi, cầm chén cầm chén. Xinh không? Em trong team mình cũng mời tất cả mọi người và cô bác ăn cơm cùng anh em mình. Chúc mừng nha. À, chúc mừng các bác nha. Cảm ơn nha. Dạ xinh không? Mỗi người một quả chuối. Ăn đi. Sáng nay ta cơ mà 3-4 người về mời rượu rồi. Cái này là từ trong này về ngồi hết thì mỗi người một chén thì không về được à? Ồ, ý này quá. Vâng. Chẳng là
sắt tan cố rồi, vẫn kéo nhau ở bên ngoài. Một số đang ngồi bên ngoài là rất là đông.